Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách các phông dùng trong thiết kế nhé. Thì các bạn có thể lên các trang web ví dụ như kiểu đá phông này, đó, xong các bạn có thể ấn tải về thế này. Ví dụ các phông thư pháp thì nó sẽ hơi loằng ngoằng như này, thì các bạn tìm một số phông nào đấy các bạn tải về. Trong các bộ phông thì bộ phông UTM là mọi người hay dùng nhất. Nó xong các bạn cứ lên đây các bạn tải phông UTM này. Phải tùy các bạn thích. Hoặc là chọn bộ nhé. Đó. Các bạn tải về xong giải nén ra là các bạn dùng. Trên này nó có hướng dẫn hết này. Các bạn chỉ cần giải nén xong insert là ra hết luôn. Tiếp theo là một cái bộ phông HP này. HP thì mọi người hay dùng ở trong quảng cáo nhiều hơn. Các biển quảng cáo rồi những cái công trình hoặc là những cái nhà hàng thì người ta hay dùng HP nhiều. Một số bộ phông đấy. Trên trang designer.net này thì một số phông ở đây nó đã miêu tả hết rồi các bạn nhé. Phông insert này thì được ứng dụng nhiều trong các ảnh, ví dụ như kiểu nớp này hoặc là một số các áp phích hoặc là một số các giả tít nào đấy các bạn muốn đăng lên. Đó, trên này thì đã được biệt hóa một số phông, các bạn có thể tải về được. Tiếp theo là cái bộ phông NVN này, cũng rất là lợi hại nhé. NVN này thì cũng dùng nhiều trong tiệc cưới, rồi in ấn nhiều. In ấn thì dùng NVN rất là nhiều, hoặc tiệc cưới. Còn tiếp là bộ phông về Helvetico. Đâu. Phông chữ Helvetico phông này thì theo kinh nghiệm của mình thì nước, nhất là những người nước ngoài châu rất này rất rất thích dùng phông này. Phông cho gia đình này. Đó, trong này rất là nhiều phông, các bạn có thể tải xuống như thế nào tùy các bạn. Nhưng mà riêng phông Helvetico này thì có một số chữ nó bị lỗi dấu như kiểu chữ ơ. Cái này nó vừa cứng, nó lại phông này của họ thì vừa cứng vừa mềm. Không phải cứng quá mà không phải hiện mềm quá, nó rất là kiểu trung gian ấy. Bạn có thể tải xuống phông chữ gia đình Helvetico miễn phí nhưng chỉ để sử dụng cá nhân,
vui lòng xóa phông sau khi xem xét. Riêng cái trang Helvetica này thì họ chỉ khuyên mình không dùng rộng rãi trong thị trường, tại vì phông này là cái phông chữ mà nhà thiết kế người ta làm ra, nó liên quan đến bản quyền, nhưng mà thường thì mọi người cũng hay dùng, nhất là trong các ấn phẩm như là voucher hoặc là catalog ấy, rất hay dùng phông này. Trên này thì các bạn có thể dùng một số phông viết tay đó, đa phông này rất là nhiều, nhưng mà một cái này chỉ ứng dụng cho các bạn nếu mà các bạn thích thôi. Thích thì các bạn có thể nhả dấu vào trong tiếng Việt. Đây thì các tài khoản PayPay họ sẽ để đây để mọi người có thể quyên góp mà, hoặc là liên kết để mua bản đầy đủ và giấy phép thương mại thì mọi người có thể mua để sử dụng rộng rãi hơn. Nước ngoài thì họ rất tôn trọng cái bản quyền rồi à, tính sáng tạo của mỗi người. Nếu các bạn tiếp theo thì các bạn có thể dùng trang vietdesigner.com chẳng hạn. Trên này cũng rất là nhiều phông nhá. Đấy, mọi người search ở trên này, cộng đồng chia sẻ với nhau phông trên mạng rất là nhiều. Đó, các bạn có thể vào đây các bạn sử dụng, tập hợp các anh tài các sử dụng phông trên thế giới này, mà Việt Nam mình đã mã hóa. Hoặc là các bạn có thể search phông trong chữ viết tay. Sài Gòn. Đó. Tổng hợp 71 phông chữ Sài Gòn xưa đẹp nhất này. Nó gần như một kiểu một tờ báo cổ. Mọi người ví dụ các MV hoặc là các đám cưới mà mang tính truyền thống ấy, người ta hay thích dùng cái mấy phông này. Nó gần như kiểu tờ báo rách. Trên này thì nếu mà các bạn muốn phông đặc biệt riêng của mình thì các bạn có thể vào từng phông xong các bạn thấy cái nào hợp lý. Trên này thì họ đã việt hóa một số phông này, sói biết nhảy, điệu West, Ninh Dữ Phòng này, các bạn có thể ấn vào đây các bạn tải. Cái này thì nó là tiếng Pháp thì các bạn gắn vào đây các bạn tải bình thường. Mạnh Nguyễn này, qua Sài Gòn này, MV này quá nổi tiếng. Sau MV này thì phông chữ Sài Gòn này mọi người rất là thích. Thực ra nó cũng chẳng có gì đặc biệt, họ chỉ nhỏ nhỏ cái dấu ngang ngang này, dài dài, hoặc là cái dấu nó hơi khác thường một chút này. Thế là được. Đó là những bộ phông mà dân thiết kế Việt Nam mình dân sử dụng rất là nhiều. Thì mỗi ngày thì mọi người sẽ cải tiến lên thêm, nhưng mà hiện tại thì nó đang có những cái phông chữ như này để các bạn có thể tận dụng để dùng luôn. Chủ yếu rằng các bạn nên việc đấy designer này các bạn dùng, hoặc là cái trang đa phông. Đó. Mọi người thiết kế đồ họa thì thường chỉ sử dụng những cái phông mà mình chỉ bảo đấy thôi. Đó là toàn bộ phông mà mọi người thích dùng nhất. Thì các bạn có ý kiến đóng góp gì thì hãy đóng góp dưới video của mình nhé. Xin chào mọi người.